người bắt đầu gắt nghe nè. Rồi thì hai anh em lội xong gặp đường tổ ong rồi cả nhà. Mẫu con này như có anh em lụm rồi nữa nha. Cậy giờ leo lên tiếng thăm đại rồi có nghe nha. Con chú ông đặt lại đi luôn nè. Tiếng gì bằng viên mới mượn được cái ghe của con chú nữa. Quý cô bằng đây. Cây này có rồi. Mày quẹt trong vỏ đâu kìa. Ủa này như các anh em cắt còi cái nha. Coi hy vọng được xị mặt nửa lít mặt đi lấy tiền xăng về anh em cái nha. Anh em đi xa mà. Ây da. Gì? Lên được mặt nhìn bên với 2 lít mặt. Chám vô kìa. Dấu dầu thấy cắt 2-3 đường rồi. Cái dao 2-3 đường rồi. Ờ, không bằng kìa. Không có, thôi không còn. Đâu rồi? Trôi sao thấy? Phải không, phải mới không, đừng có đưa khói lên lấy anh diện cái mấy con khỉ đuốc trên cây nhìn bình đó mới rồi. Ở này ai biết cây bắt luôn rồi, đồng nghiệp cho mình xin nha. Ở mình biết cây bắt rồi cái gì, 2-3 dao luôn chứ không hay dao nữa nè cả nhà. Ở này mình biết người bắt có người bắt nghe cả nhà. Coi cổ nào nữa chứ ổ này chất quá rồi, mới bắt đây, mới bắt chừng 5-10 ngày nay. Mặt lại nè. Ồ mới đóng nội ơi. Mới đóng rồi chứ không chưa ăn cắt kìa. Ui mặt quá im nha. Ổ bự mà mới đóng rồi nha. Cái gì? Nửa lít hơn à. Mới đóng rồi nha. Ai xả dĩ rồi nó đóng lại. Ôi trời ổn trời. Ôm nó bự nội ơi, nó uổng một cái nội ơi. Thôi cãi đi tiền xăng đi. Để đỡ không có gì cái này. Tính đâu cắt rồi. Kìa cũ á. Ê, tao đứng đâu vậy? Kiếm chỗ nào đứng đừng quay cho cái nhà xem nè. Nó uổng nội ơi, nửa lít mặt phải gu đi. Không quay mặt cái nhà xem. Ở bắt đại cái nhà. Mới đóng mà. Đây cái nhà. Câu bự hết hồn vậy. Tính là mới anh em lụm rồi chứ. Đóng cái cũ này nha. Thấy không nha, thấy không?
trải vừa chồng chú rồi nó đi đặt cá bóng. Gì? Trời ơi, uổng nội ơi. Uổng hết hồn uổng rồi. Đốt gọi lên. Không qua không. Mới đóng mà. Mới uổng nội ơi. Không qua hết nữa cục đi. Rồi khó thấy nhà không cảm tiếng nha. Ô mà bình chứ. Tính đâu nó nhỏ. Trả ghe trong chú này cũng gì 2 tiếng review chút nữa rồi. Đi. Ồ nửa lít hơn. Phải gu không qua không rồi. Đây có ổ được có mặt nữa nha. Ít nhiều. Dạ đánh trời. Đánh cổ tay tao banh trên. Giờ xuống nghe quấn quá. Chứ cả nửa lít hơn cơ nha. Ba sĩ. Gì? Nói gì? Còn mà không? Từ từ tao bỏ cái này vô cái thắng qua không hay hồi lọc không qua là cái nữa. Ô mới đóng mà vậy là mừng lắm nha. Đóng chừng dữ lắm 2 ngày. Ngày 2-3 ngày ha. Món bự hình dung vậy. Yến mệnh. Xin không. Vậy chứ giờ sao vậy? Con chú này. Để nó đi. Rửa ghe, rửa đi. Chống lại cho ổng cái. Nó không qua kìa. Lọc sao đây nè. Lọc luôn đi. Gì? Ba xị mặt á. Ba xị xiên. Mới đóng mà cả nhà. Ông đóng 2-3 ngày hả? Giờ đi tiếp nữa nha, có ổ quay nữa nữa nha. Ba xị lít hả? Rồi cả nhà thì tới đây tiếng phát hiện thêm ổ thứ hai cả nhà. Thì cũng đi cùng bạn Liễu Khanh nè cả nhà. Rồi, chào nhà nha. Sáng này anh em chưa chào cả nhà. Thì tới đây được bà cô chỉ về đựng ổ nữa cả nhà. Đó, người điên lên chúng hô quơ thử có bạn. Lớn nha. Chưa chuyển bay ra quýnh mình này. Mặt sao đây cái nhà. Chám vô. Ồ, chám vô nha. Hơi khô. Trời ơi. Khô nha ơi.
phì bình một chút. Hơi khô quá nha. Thiệt tình. Khô. Trời ơi, trời uống trời. Không gì khô quá nha. Quay qua cho nhà xem cái nha. Khô quá tiếc. Từ tiếng bẻ cái cam ra cái nha. Đó. Khô nha. Còn thì xì gơn. Mưa quá nó khô mà. Khó đứng nè. Rồi tiếng cắt luôn nha. Khó đứng quay cho nhà xem á. Mỏi dỗ quá. Hơi uổng nha. Gan nội ơi uổng trời. Lít nặc thấy gu thấy cái nha. Nó khô rồi chịu sao giờ. Trời ơi con bu vô. Khô hết trơn rồi còn gì nữa. Uống dữ trời. Mặt trình bệnh chứ nha. Rút lại trơn này bắt sớm chút nữa ngon. Nè thấy nha. Còn được như mặt nữa nha. Yếu mình xị mà. Khô hết trơn. Quá tiếc cả nhà. Quá uổng. Kệ thôi kệ, sáng giờ gom gom hai anh em chắc cũng kiếm được cỡ lít xị nha. Thôi cũng được cái ngay. Mưa mà vậy cũng mừng rồi. Thôi xuống nha. Thôi kiếm mà còn ổ nào nữa không. Chiếc mắt hay hết rồi. Trời ơi, trời uống trời. Rồi bà cô bà chỉ cho các ông nghe nha, mặt có lớn nghe nha. Gặp ông cũng mừng quá, thấy nó phì phì. Tính đâu gì im mà cả nhà. Hay ngờ, quá xỉu à. Ôi
về tới phòng rồi cả nhà ơi. Quá mệt nha nhà. Sáng giờ không có leo cây bự mà nó mệt. Cả nhà biết sao mệt không? Không gầy cỡ 6 ngày rồi đó, Tiến mới đi bắt thông lại cả nhà. Tứ mà ngồi xe đi xa với lại nó đi lâu lâu đi lại á, thấm cả nhà. Mệt gì đâu mà tình quá hai anh em bắt về nữa nha. Thì bạn Khanh cũng về nữa nha. Đó, thì về gom lại được nhiêu mặt nữa nha. Gom lên bọc nữa nha. Đó, tất cả lít xị mặt cả nhà, không nhiều đâu. Thôi kệ đi, có đơn không mừng lắm cả nhà. Kiếm chuyện lít xị mặt là mừng hết lớn rồi chứ đòi nhiều đâu ra nữa. Thì bây giờ cái mùa này đang đơn giản là nó chưa vô mùa mặt cả nhà, nên là ổ có ổ không, ổ non ổ không non thì Tiến gặp Tiến cũng bắt hết. Với lại bữa nay Tiến lên Tiến quay thì Tiến nói chuyện cũng nói chung thì nó không có được nhiều cả nhà, tại vì Tiến mệt đó nha, đang trong giai đoạn hồi phục á, nên là Tiến còn rất là yếu, nên là Tiến không có nói chuyện nhiều được cả nhà, nên chả mà leo cây nói chuyện nữa, thở không ra hơi nha ơi. Thật sự rất là mệt luôn chứ không phải là Tiến giả bộ đâu cả nhà. Tại vì bây giờ cả nhà cũng thấy đó, ngày cũng như cái Tiến nói là 5-6 ngày nay Tiến không có làm gì trơn ở nhà, Tiến nằm ở nhà không à, Tiến dưỡng sức không mà, nên là Tiến không có sức. Thì không gầy nó đỡ lại, Tiến mới đi khai trương rồi thôi, thì cũng chưa có khỏe hẳn nữa, nên là có rủ bằng pin đó cả nhà. Đó, thì hai anh em đi chung rồi đi bắt cho chia sức cho chạy xe nhau cho nó đỡ phải mệt nha, chứ lại nên Tiến chạy xe cũng đuối lắm nghe nha, nên là Tiến rủ bằng pin theo. Thì hai anh em đi sáng giờ chắc cũng gom đi lại cho được lít ngoài nghe nha. Thôi vậy cũng được lắm nghe cả nhà. Đó, được ổ thứ hai Tính đầu vô mánh rồi. Ổ thứ hai mặt phì lắm cả nhà, mà leo lên thì nó khô hết trơn cả nhà, rất là buồn cả nhà. Nhưng mà biết sao giờ, thì mùa này nó trời cho nhiêu ăn nhiêu. Thì Tiến có bắt ổ non ổ già thì Tiến mong cả nhà cũng xem đỡ giúp Tiến nghe cả nhà. Ổ non cả nhà cũng thấy mặt có nhiều hơn ổ già đó, nhà thấy đó, nó già quá sợ nó khô nha, tại mưa quá trời nó rút năng lại cả nhà. Thì thôi giờ Tiến cũng không dài dòng nữa, thôi Tiến cũng núp video cả nhà. Bây giờ này cũng trễ rồi, thì Tiến cũng tranh thủ lần cắt kép video lần đưa lên cho nhà xem. Thì cả nhà nhớ ủng hộ Tiến trong thời gian tới nha. Thì Tiến sẽ hy vọng sức khỏe Tiến hồi phục được đạt được cái thể trạng tốt nhất nha cả nhà, làm Tiến có thể quay phim và nói chuyện cho cả nhà nghe nó được rõ ràng, nó thanh thoát hơn. Thì rồi Tiến cũng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Tiến bye bye cả nhà.